Vâng. Em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lên nha các bác này. Những cái gọi là ít có khó tìm nha các bác nha. Đây. Em lên cho các bác một cục nguyên bản nha. Cục nguyên bản nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha các bác nha. Dài nhiều nghẽo luôn. Đấy các bác nha. Được có 8 thân hoa thôi, nó dài được có 1 mét, hơn 1 mét một tí. Đấy. Em phải đặt lên trên đầu này nè, nó mới đẹp được nhá, thân này. À, các bác nhìn này, thân nó đều nhau tầm tắp luôn. Nó khỏe nhá. Được 8 thân hoa nhá. Đây nhá. Được 8 thân hoa này thì em bán cho các bác với giá là 3 triệu nha. 3 triệu nha. Bác nào yêu nha. Như này. Đấy. Đẹp chưa? 3 triệu nha. Cho giò số 1 nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha các bác nha. Lên cho các bác những cái giò đắt. Một cái giò dáng hương đuôi cáo nha các bác nhá, dáng hương đuôi cáo nha, hoa phần nhánh nha, hoa phần nhánh đây nha, đây nha. Đó. Hoa này năm ngoái thì dài nhiều nghễu luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha, hoa cáo phần nhánh nha, lá không lỗi đâu nên là các bác yên tâm nha. Cho giò số 2 nha, cáo phần nhánh nha. Chậu này là chậu 40 nha các bác nha. Cho giò số 2. Số 3 tiếp này, em lên cho các bác một cái giò cáo 4 cây như thế này. Đấy. Mà thân nó đỏ lắm các bác ạ. Thân nó đỏ. Thật luôn. Thân nó đỏ. Đấy. 4 cây như thế này. Bác nào lấy thì em gả cho là 350.000 nha, 350.000 nha. Một cái giò cáo như này nha, thuần lâu rồi nha. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Một cái cây cáo à. Ở vườn nhà em mới được có 20 hôm rồi mà nguyên bản em ghép ở đây rồi. Vì là cáo nó rất mát nên là em sẽ cho một cái trụ rốn lớn như thế này. Kể cả các bác nhá, này mai các bác nuôi ấy thì các bác cứ để cái cục rốn vào ở đây, xong các bác đặt vào một cái chậu to khác nhá thì nó sẽ đẹp nhá. Một cái giò cáo như thế này. Coi nhá. Lá xếp nhá, đẹp nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha, 250.000 nha. Cho giò số 4 nha. Lên tiếp tục cây cáo à, hai cây này. Cái này là một mẹ nó thì chết rồi, còn đâu là con nó nha các bác nha. Lá nó ngắn mà lá nó siêu dày này các bác này. Đấy, siêu dày nha. Các bác về các bác sờ vào phát nó sướng luôn, sướng tay luôn. Mà lá gân nhá. Không lá không gân nhá, quên mất. Lá không gân nhá. Hai cây, ba cây nhá. Ba cây nhá. Cái này hình như nó là mẹ con. Một cái giò cáo như thế này lá ngắn nhá, lá ngắn nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 270.000 nha, 270.000 nha, 3 cây nha. Cho giò số 5. Số 6 này các bác này, một cái cây dáng hương tam bảo sắc xếp rụt rịt luôn. Các bác nha. Các bác nhìn như này thì các bác biết là nó rụt rịt hay không nhá. Đấy. Một cái cây dáng hương tam bảo sắc như thế này. Em bán cho các bác với giá là 170.000. 170.000 nha. Đây, về em nuôi mẹ lá nó dày lắm các bác. Cái lá ở đây thì mỏng thôi.
như trên này thì dài lắm. 170.000 nhá. Hay thôi tính 150.000 đi. 150.000 nha. Cho giò số 6. Số 7 đây. Một giò chuỗi ngọc. Nha các bác nha, chuỗi ngọc nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000. Cho giò số 7. Thỉnh thoảng mời các bác ngắm cái cây chồn như thế này thôi. Bác nhá. Thỉnh thoảng ngắm cây chồn đẹp nhá. Đấy. Một mẹ một con và cái cây này là nguyên bản nhá. Cây này nguyên bản. Nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Năm ngoái nó ra được có 4 bông hoa này các bác này. Đấy. Năm nay nó phải được nhiều hơn. Các bác nhá, năm nay nó phải 5 bông, tầm 5 bông. Mà lá nó ngắn. Các bác nhá, lá nó ngắn này. Cái cây trộn như thế này em bán cho các bác với giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 nha. Cho giò số 8. Số 9 này. Một cái giò hạc vĩ như thế này. Đấy. Dân nó trồng vào cái nắp bảng của quạt điện nhá. Đấy, lợi dụng hết để trồng. Một giò hạc vĩ như thế này. Các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nhá. Em đếm thân hoa cho các bác xem này. 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 7 này, 8 này. 9 này, 10 này. 11 này, 12 thân, 13 thân. 13 thân hoa nha các bác nha. 220.000. Như thế này. Đấy. Rẻ nhá. Cho giò số 9 nhá. Số 10 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc nhá. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Nó đẹp như thế này. Em bán giò này cho các bác này. Với giá là 250.000. Các bác nhá, 250.000 đâu. Quá rẻ so với quy định. Dễ này. Đấy, em nuôi nó dễ, nó phải được như này này. Đấy, các bác nhá. 250.000 nhá. Cho giò số 10. Số 11 này, vẫn là dáng hương tam bảo sắc này. Toàn cây xếp rồi nha, các bác nha. Đó. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000. 280.000 nha, vào gỗ nha. Đấy. Đấy. Đẹp chưa? 280.000 nha. Cho giò số 11. Số 12 này. Đấy, một giò long tu đá xin hồ nha. Long tu đá xin hồ nha. Được 20 thân hoa mà các bác. 20 thân hoa mà. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 12. Bác nào muốn lấy lá mít, phi điệp lá mít nha. Thân này nó quá to luôn các bác ạ. Quá to luôn. Đẹp nha. Đấy, thân phi điệp lá mít như thế này. Với lại nó có 3 kỳ nha. 3 kỳ nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 phi điệp lá mít nha. Thân thủ to, gốc này. Đấy, các bác nhìn gốc nha.
nó to vật luôn. 250.000 nha các bác nhá. Cho giò số 13. Số 14 này. Một giò long tu đá xin hò tiếp này. Cái giớn này là nó cao được 70 cm nhá, 70 cm nhá. Nó đang rụng lá để nó ra hoa nên là gửi cho các bác nó không ảnh hưởng cái gì luôn nhá. Với lại có một cái cây lọng lá biên nhá. Một cây lọng lá biên như này. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. 350.000 cho giò này nha. Long tu đá xin hồ nha. Cho giò số 14. Có nụ không? Ôi giời. Chuối ngọc đang có nụ rồi các bác ạ, sưng nụ rồi. Số mười mấy nhỉ? Số 15 nhá. Sóc Lào nhá các bác nhá, sóc Lào nhá. Một giò sóc Lào như thế này. Đấy. Em bán giò này cho các bác này. Có 6 cây xếp rụt rịt nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha, sóc Lào nha. Cho giò số 15. Số 16 này, một giò nghệ tâm. Ghép trụ giớn nha. Đây các bác, mầm gốc nó lên như thế này mà như mạ non. Đấy. Hoàng thảo nghệ tâm này thì nó siêu thơm nha, siêu thơm nha các bác nha. Một giò nghệ tâm cao được 60 cm như thế này em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Cho giò số 16 nha các bác nha. Số 17 này. Dáng hương đuôi tròn này. Đấy, một giò như thế này. Đẹp nha. 5 6 7 8 9 9 cây nhá. 9 cây như thế này. Em bán cho các bác với giá là 200.000 thôi. Đấy, 200.000 thôi. Đấy, các bác nhìn này. Ghép lũa nha. Để mà các bác mua một ít trồn về các bác ghép thì nó cũng em sợ còn không được 200.000 thì các bác ạ. Nó còn không được như này ấy. Mua 200.000 rời về còn không được như này ấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. Một giò trồn thuần như thế này 200.000. Nó gần như là nó siêu rẻ ấy. Cho giò số 17. Đây nhá các bác nhá, nhìn đây nè. Đấy, nụ sưng hết rồi này. Đây. Sưng hết nụ rồi các bác ạ. Em lại không để ý ấy. 250.000 mà để chơi hoa Tết mà các bác em không kích gì luôn nha, mà nó tự ra luôn nha. Đây lên tiếp cho các bác một cái cây chồn như thế này. Có 6 cây. 6 cây nha. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 120.000 thôi. 6 cây một như này 120.000 thôi nha. 120.000 thôi. Đây này các bác này.
Nhìn cái giò này là người ta gọi là hoàng nhạn rừng nhá, rừng Lào nhá, em mua về hoàng nhạn rừng Lào nhá. Đây các bác này, lá nó thì nó ngắn như thế này thì các bác biết là lá nó ngắn như thế nào nhá. Đây, xếp rụt rịt luôn, đẹp nhá. Có 7 cây, 7 cây nhá các bác nhá. Em bán giò hoàng nhạn như thế này cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. Cho giò số 19 nha. Số 20 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc này. Đấy, đẹp như này nhá. Đẹp nhá. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha. Ghép vào gỗ như này nha các bác nhá. Đó. 300 nghìn. Toàn cây xếp đẹp này các bác này. Nhìn đã chưa? Đấy. Nhìn phê con tê tê nha. 300 nghìn nha. Cho giò số 21. À số 20. Đây. Một cái giò kèn như thế này các bác nhá. Năm thân dài, một thân ngắn các bác nhá. Năm thân dài một thân ngắn như thế này. Hoàng thảo kèn Lai Châu thì các bác cứ treo thật trên cao cho em là ok, không sợ chết đâu. Các bác cứ tưới nước vào đấy, em cứ treo lên trên cao là nhìn cái cây kèn nó khác nhé các bác nhá. À, quả em bán giò kèn hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này, 6 thân cho các bác với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000 nó vào hơn 101 một 201 một thân mà thân nó dài này mà 60 70 cm mà nha, 60 cm. Cho giò số 21, số 22 này. 5 thân hoàng thảo kèn. Mà các bác nhìn cái thân này thì các bác biết là kèn này người ta gọi là kèn bờ sông nha các bác nhá, kèn bờ sông. Nên là hoa nó rất tím luôn các bác ạ. Kèn bờ sông hoa nó rất tím nên là em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Mà tận 5 thân mà, 5 thân này. Đấy. Kèn bờ sông thì các bác biết là kèn nó đẹp như thế nào. Cho giò số 22. Số 23 này, một giò kiều vuông Lộc Bắc này. Đấy. Em sẽ làm hoa Tết cho các bác 100% có được chơi hoa Tết luôn. Các bác nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Được 27 thân tư. Ngắn dài 27 thân tư. Cho giò số 23 nhá. Đây tiếp tục nha các bác nha. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây cáo giống như thế này các bác nha. 7 cái cáo giống như thế này em bán cho các bác với giá là 100 nghìn nha. 100 nghìn nha. Bác nào về các bác làm giống cho em nha. Cho giò số 24. Đây là các bác này. Em vừa lấy em vừa lấy về đâu, nhưng để cho nó ấy gọn đã.
Đây là các bác này, một giò đùi gà tròn nhá. Một giò đùi gà tròn như thế này. Đấy, nó to như thế này mà. Chậu 40 mà các bác. Chậu 40 mà. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 500 nghìn nhá. Mà nó rẻ như thế này thì không mua thì chả mua được cái gì. Em nói thật với các bác thế. 500 nghìn nhá. Cước cái này thì chắc nó phải rơi vào tầm 80 nghìn tiền cước. Để cho các bác biết nhá. Không, cái cước này phải 80 nghìn tiền cước đấy ạ. Vì là cái này là nó, em phải nối thùng nhá. Nó vừa rơi vào gần một thùng rưỡi xốp luôn. 500 nghìn nhá. Cho giò số 25 nhá. Số 26 này. Một cái dề đùi gà tròn như thế này. Đấy, đẹp. Mê ly luôn. Hàng một dề nhá các bác nhá. Hàng một dề. Đấy. Em bán một cái dề như thế này nhá. Cho các bác với giá là 400 nghìn nhá. 400 nghìn nhá. Cho giò số 26. Số 27 này các bác này. Một thân kèn một thân này. Hai thân này, em đếm cả ngắn cả dài nhá. Ô nguyên bản này. Thôi. Bóc ra. Đây nhá, em đếm cho các bác một cái giò kèn như thế này, em đếm toàn thân tư. Mà các bác biết kèn bờ sông thì nó tím như thế nào nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thân tơ luôn. Các bác nhá, 16 thân như thế này. Bác nào lấy thì em gả cho là em mua rẻ. Cái này thì em đúng thật là em mua rẻ nên là em bán rẻ thôi. 16 thân nhá. Hoàng thảo kèn bờ sông nhá. Đây các bác nhìn thân nó siêu tím luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 2 triệu nhá. 2 triệu nhá. 16 thân. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Đây, dân nó trồng vào dớn này. Như thế này. Cho giò số 27. Số 27 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu đây ạ.